đây là cái loại dây dây dù. Cái dây dù này này, xin thưa với các bác này, nó cũng có ưu nhược điểm của nó. Ưu điểm của nó là nó nhẹ. Nhẹ. Đấy. Nhưng nhược điểm của nó nhiều hơn. Thứ nhất là rất là cứng các bạn, rất là cứng này. Đó, rất là cứng. Thậm chí là cứng hơn cả dây dây da nữa. Đó. Thứ hai nữa là nó khi mình đeo vào rất là nóng. Nó nóng bởi vì nó là bằng ni lông. Ni lông nên là rất là nóng. Đó. Đeo rất khó chịu. Thứ ba nữa là nó rời khỏi tay, khi tháo là rời khỏi tay nên rất là khó. Đó. Thứ tư nữa là ngấm nước này, nên ngấm nước là rất khó chịu. Đó. Nên là cái dây dây vải dù này, này. Dây dù này. Nó làm bằng ni lông các bác nhá, rất là cứng nhá. Rất là cứng. Em đeo em thấy khó chịu thôi. Nó chỉ được có một ưu điểm là nhẹ. Nhẹ. Đó mà thôi. Đó nên là nhiều người đeo cái này ấy, và thậm chí là cái chốt này rất hay tụt ra. Chốt hay tụt ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó đây này, các bác thấy này, nó chạy đi chạy lại. À, nó sẽ mút cái chốt này. Nó nới nó chạy cái chốt này chạy ra. Đó. 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 Đó, nên là khách đang bảo em là yêu cầu thay cái dây kim loại chứ không dùng dây dù nhá. Đó. Bởi vì cái dây dù này là sẽ bác ấy thay rồi mà. Đó, nên là em dùng thử thấy rất là khó chịu. Rất khó chịu. Và cái đặc điểm của nó, có thấy này mặt vàng này, vỏ vàng này, nhưng khóa lại là khóa trắng, các bác thấy không? Đúng không? Mặt vàng, vỏ vàng nhưng khóa lại là khóa trắng. Đấy, vì cái khóa này không phải khóa của nó mà. Đó. Đó. Nên là theo em thì những cái loại dây dù này các bác không nên dùng. Đó. Bởi vì là ưu điểm của nó thì ít nhưng mà nhược điểm của nó rất nhiều. Đó. Đấy, em phân tích cho các bác nghe thấy là cái ưu điểm và nhược điểm của cái dây dù này. Chào các bác nhé.